Dịp nghỉ lễ là thời điểm người dân thường tổ chức các hoạt động sinh hoạt gia đình, ăn uống, vui chơi, giải trí. Do đó, nhu cầu sử dụng ga, điện, nhiên liệu tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã ứng trực 100% lực lượng xuyên lễ và tổ chức tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức phòng chống cháy nổ. Toàn địa bàn huyện Củ Chi hiện có 167 tổ liên gia về an toàn phòng cháy chữa cháy. Quán triệt phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, lực lượng công an huyện liên tục kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân về các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trước và trong những ngày nghỉ lễ. Chỉ trong dịp lễ này mà trong cái thường ngày thì bên ban chỉ huy công an xã cũng giống như là đội phòng cháy chữa cháy của công an huyện thường xuyên là kết hợp với ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ hay xuống tuyên truyền. Nếu mà xảy ra cháy thì thực sự là tất cả những hộ dân nào cũng có coi vậy là còi hú báo động. Xã Bình Mỹ đã ra mắt được là 33 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Từ đây đến cuối năm, xã xác định là sẽ xây dựng là 50 tổ liên gia, tiến tới là 50 tổ liên gia là công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam. Ngoài công tác vận động tuyên truyền, công an huyện tiếp tục thí điểm mô hình nhà tôi ba có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, có mặt nạ chống độc và có lối thoát hiểm thứ hai. Mô hình được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Để bảo vệ được chính quyền lợi, chính gia đình mình trong việc nếu có sự cố phòng cháy nổ xảy ra. Công an huyện Củ Chi là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, ứng trực 24/24. Để phòng tránh cháy nổ, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, bởi mỗi hành động thiết thực, ý thức chủ động sẽ góp phần mang lại sự an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.